Hello, xin chào các bạn, mình đã quay trở lại ở đây. Thời gian vừa qua thì mình cũng khá là bận với công việc cá nhân nên là không thể nào quay được video các bạn. Nhưng mà đợt tới thì mình sẽ cố gắng trở lại và để quay những cái video và với những cái nội dung mới hơn để cho các bạn có thể theo dõi. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái so sánh giữa hai phiên bản khác nhau của chai nước hoa Alu Sport được rất nhiều người ưa thích. Đây là hai phiên bản khác nhau. Thì chai nước hoa Alu Sport này mình đã quay một cái video gọi là phỏng vấn các bạn gái ở trên Hồ Hoàn Kiếm giữa chai này và chai Blue de Chanel này. Đó, thực ra ngày hôm đó thì chai Alu Sport này nó được khá nhiều người thích hơn là chai Blue de Chanel. Và nếu như bạn nào đang định mua Alu Sport nhưng mà không biết lựa chọn một trong hai bản này thì các bạn có thể tham khảo cái cảm nhận cá nhân của mình trong video ngày hôm nay. Trên tay mình đây đang là hai cái phiên bản khác nhau của chai Alu Sport này. Đây các bạn có thể nhìn thấy một phiên bản là Odorless thì nó sẽ không ghi gì cả trên cái chai này. Có một phiên bản là All Extreme, đây nó sẽ ghi cái All Extreme. Thực chất là phiên bản này nó có nồng độ người ta ghi là All the Perfume đó. Thì ngoài cái sự khác nhau về cái nồng độ tinh dầu thì chai nước hoa này có thiết kế thì tương đối là giống và chỉ có một cái màu sắc là hơi khác nhau. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Các bạn có thể nhìn thấy cái màu này nó nhạt hơn cái phiên bản Eau de Parfum. Và cái phần nắp này, đây, phần nắp của Eau de Toilette thì các bạn có thể nhìn thấy là có nắp, nó có biểu tượng màu trắng của nhà Chanel, còn cái nắp của bản Extreme nó sẽ là màu đỏ đó. Về cái mùi hương của hai phiên bản này thì Alu Sport phiên bản EDT hay gọi là Eau de Toilette này, nó có một cái mùi hương mà khi mình xịt ra thì mình có cảm giác là như kiểu là kim loại. Nó tạo cảm giác rất là mát mẻ, rất là trong, rất là sạch sẽ, rất là nhẹ nhàng và có phần hơi bay bổng. Bởi vì theo như nhà sản xuất thì nó ghi là có cái nốt nước và cái nốt aldehyde cộng với cái mùi cam khá là rõ rệt ở trong này. Đó. Và khi khoảng tầm 2-3 tiếng sau thì các bạn sẽ nhận thấy cái mùi ngọt của vani và đậu tonka. Thì với mình đây là một cái mùi hương nó khá là dễ dùng, dễ sử dụng và thực sự là rất là hợp cho các bạn nào ở phong cách sport sử dụng vào mùa hè. Còn với cái bản Eau de Parfum này thì cái mùi khi các bạn xịt ra và mình cảm nhận cái cá nhân thì cái phiên bản này nó nặng hơn và nồng hơn, đậm hơn phiên bản này khá nhiều. Bởi khi các bạn xịt thì cái mùi hương của bạc hà nó sẽ lên cực kỳ rõ rệt cùng với ngay là đậu tonka, và sau đó thì bạn sẽ nhận thấy cái hương vị này nó sẽ khá là nồng bởi cái vị tiêu được cho vào trong này. Nhưng mà thực sự cái mùi hương này với mình thì mình không khoái cho lắm. Khi dry down xuống nó sẽ xuống được, bạn sẽ cảm nhận được những cái nốt gỗ ở trong chai nước hoa này. Nó có phần khác khá nhiều so với phiên bản này khi được loại bỏ đi vani và được thêm vào bạc hà. Nhưng mà thực chất thì mình cứ nghĩ là khi thêm vào bạc hà thì chai nước hoa này nó sẽ mát mẻ hơn, nhưng mà không phải, mình vẫn thích cái phiên bản này hơn khá là nhiều. Mình có một kỷ niệm về chai nước hoa Alu Sport phiên bản EDT này. Thì cách đây khoảng tầm mấy năm ấy thì mình có một ông anh, ông ấy biết là mình sắp có sinh nhật và ông ấy có nói là để tao tặng cho mày một chai nước hoa. Hồi đó thì mình cũng mới chơi nước hoa thôi, thì mình nói là mình thích chai Blue de Chanel này đó. Thì ông bảo được rồi, ok, để đến lúc nào sinh nhật mày ta sẽ mua tặng. Và rồi khi đến ngày sinh nhật thì mình nhận được em nó, và mình có hỏi là anh ấy, hình như anh mua nhầm hay sao ấy, hay là người ta gửi nhầm. Ông bảo là ơ thế à, tao lại tưởng mày thích chai này. Thế là tự nhiên mình có chai này ở trong tủ. Và thì cứ khi mình sử dụng thì mình thấy nó rất phù hợp với mình, tại vì mình là một con người khá là trẻ trung, khá là năng động và khá là kiểu thích những môn thể thao, nên là tự nhiên mình thấy mình có niềm yêu thương với chai nước hoa này luôn. Và mình thấy thích chai nước hoa này hơn chai nước hoa Blue de Chanel khá nhiều. Tại vì với Blue de Chanel thì nó sẽ phù hợp với những cái bạn có cái phong cách gọi là văn phòng, gọi là hơi trạc tuổi một chút và cái theo cái phong cách là quần âu sơ mi. Còn với phiên bản Alu Sport này thì nó lại khác, nó lại phù hợp với những cái bạn mà ăn mặc khá là thể thao, như kiểu những cái chiếc quần đùi mùa hè này và những chiếc áo tăng cơ đi tập gym, hay là những cái chiếc quần ngố và với những chiếc áo phông basic như ấy. Thì đây là một cái phiên bản mà nó sẽ rất phù hợp với phong cách ăn mặc đó.
Còn với Extreme thì mình nghĩ là cái phiên bản của Extreme này nó được gia cố thêm gia vị, đó là tiêu, đó là cây bách, đó là bạc hà. Nhưng mà cái mùi hương này nó khá là nồng và đậm, nên là mình nghĩ là cái độ tuổi của chai nước hoa này nó cũng có phần già hơn so với phiên bản gốc của nó, Alum Sport phiên bản ET đó. Và cái phiên bản này thì mình nghĩ là sẽ phù hợp cho những bạn xịt vào mùa đông. Ở thực ra ở nước ngoài, chai nước hoa phiên bản này, Alum Sport phiên bản EDP này được rất nhiều người thích hơn là phiên bản này. Nhưng mà mình nghĩ là với cái thời tiết khí hậu Việt Nam thì lựa chọn phiên bản EDT sử dụng là khá tốt. Còn cái phiên bản Alum Sport này, bản Extreme này, bản EDP này, các bạn sử dụng vào mùa đông thì mình nghĩ là mùa đông thì có rất nhiều mùi hương khác tuyệt vời hơn, tốt hơn. Nhưng mà nếu như bạn nào vẫn thích cái mùi hương kiểu như này, kiểu sport này, kiểu có đậu tôn ca, có tiêu, có bạc hà và citrus, thì các bạn có thể sử dụng chai nước hoa này. Và nó sẽ phù hợp với những bạn ăn mặc theo cái kiểu là những chiếc quần jogger, những chiếc áo hoodie, hoặc là với những chiếc giày thể thao đó. Đây sẽ là một cái phiên bản mà các bạn sử dụng vào mùa đông khá là ok. Nhưng mà mình không khuyên các bạn sử dụng vào mùa hè nha. Về cái độ bám tỏa của hai em này thì với phiên bản EDT này thì nó bám khoảng tầm trên da mình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Nhiều khi nó còn yếu hơn. Còn với phiên bản Extreme này thì nó sẽ đảm bảo cho bạn bám trên da khoảng tầm 8 đến 10 tiếng, thậm chí là lâu hơn. Đó. Và độ tỏa hương thì nó chỉ còn tầm hơn nửa cánh tay thôi, khoảng tầm nửa cánh tay quay đầu thôi. Nó cũng không quá là đặc biệt, bởi cái mùi hương này nó thiên theo thiên hướng là citrus và mùi tạo ra cái mùi mát mẻ, dễ chịu và sạch sẽ. Về giá tiền của hai chai nước hoa này thì nó khoảng tầm trên 2 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu hai phiên bản này. Hai phiên bản này nó cũng chênh nhau khoảng tầm 200-300 nghìn thôi. Và đây cũng là một cái mà mình muốn nói, đó là trong những cái video mà mình hay quay về review một chai nước hoa nào đó thì ban đầu mình luôn nói về cái mùi hương, về những cái cách ăn mặc, về cái độ tuổi phù hợp của chai nước hoa đó, và cuối cùng là mình nêu về cái điểm yếu của chai nước hoa đó. Và tất nhiên thì em này không ngoại lệ. Với phiên bản Alu Home Sport phiên bản EET, bạn sẽ thấy cái mùi hương này nó rất là quen thuộc. Nhiều người nói nó rất là có phần giống với phiên bản Versace Perfume. Và cái điểm ở đây đó là nếu như bạn là một cái người mà có cái mũi không quá là tinh tường, không quá là yêu thương mùi hương nào cả, thì mình nghĩ phiên bản Versace Perfume này với một cái giá tiền khoảng tầm dưới 1,5 triệu đồng, mình nhớ không rõ lắm đó, thì các bạn có thể sở hữu mùi hương này thay vì phải bỏ số tiền hơn 2 triệu đồng sở hữu chai nước hoa này. Đó là một cái điểm yếu của nhà Chanel này. Có lẽ là vì cái thương hiệu rất là lớn nên là cái giá tiền nó cũng thực sự là không phù hợp so với cái mùi hương. Vậy nên là nếu như bạn nào thích và bạn nào có điều kiện kinh tế tốt thì các bạn có thể sở hữu Alu Home Sport. Nó vẫn có những cái điểm khác nhau, khác biệt, nhưng mà nó không quá là rõ rệt. Đó, nên là phiên bản Versace Perfume này sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn nếu như bạn không có kinh tế tốt. Còn nếu như với phiên bản EDP thì các bạn lựa chọn chai nước hoa nào? Thì với mình nó có phần giống với chai nước hoa Versace Eros này. Đây là mình cảm nhận cá nhân của mình nhá. Mặc dù thì với mình thì Alu Home Sport phiên bản EDP này nó có tiêu, nhưng mà mình thấy hai cái nốt hương khá là rõ rệt mà mình ngửi thấy, đó chính là nốt hương bạc hà. Mặc dù trong Eros có táo xanh hay sao ấy, đúng rồi, có táo xanh, thì nó cũng có theo chiều hướng khác nhau, nhưng mà về cái hướng phát triển mùi thì hai cái mùi hương này cũng có phần khá là giống nhau đó ban đầu. Nên là các bạn có thể lựa chọn Versace Eros là một cái mùi hương nếu như bạn không có đủ tài chính để mua Alu Home Sport phiên bản Extreme, bởi nó khá đắt hơn 2 triệu đồng. Còn tất nhiên em này thì cũng có giá khoảng tầm trên dưới 1 triệu rưỡi gì đó. Vừa rồi là cái cảm nhận và cái sự so sánh cá nhân của mình về hai chai nước hoa Alu Home Sport phiên bản EDT và Alu Home Sport phiên bản Extreme. Thì mình nghĩ là sau khi các bạn xem xong video này, các bạn có thể có được cái sự lựa chọn phù hợp với bản thân. Và nếu như bạn là một fan của nhà Chanel thì mình nghĩ là với hai chai nước hoa Blue de Chanel, một mùi hương lịch sự, hấp dẫn, quyến rũ, phù hợp đi làm, hẹn hò, và một mùi hương Alu Home Sport, mùi hương trẻ trung, năng động, tràn đầy năng lượng, phù hợp với những buổi party ngoài trời và những cái công việc mà phải di chuyển thường xuyên ở ngoài trời, thì với hai phiên bản này thì các bạn phải tự tin ra đường lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ và luôn luôn hấp dẫn người khác.